u nang bạch huyết là dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ nhỏ. Trước đây để điều trị căn bệnh này thì các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn, phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng tỷ lệ tái phát là rất cao. Nhiều bệnh nhi đã phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Nhưng đến nay thì việc xử lý bệnh này đã hiệu quả hơn nhiều khi các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ứng dụng thành công phương pháp tiêm bleomycin và gây sơ thay vì phẫu thuật. Từ khi sinh ra, cậu bé 11 tháng tuổi này đã bị khối u rất lớn ở vùng mặt. 7 tháng tuổi, bé đã được chỉ định phẫu thuật, nhưng khối u vẫn không hết. Vì thế, bé được các bác sĩ dùng liệu pháp tiêm thuốc làm sơ hóa khối u. Bé bị từ lúc bị u nang bạch huyết từ lúc trong bụng, tới lúc 4 tháng ở trong bụng, sinh ra là có khối u nó to rồi. Đưa ra ngoài này tới lúc 7 tháng bác sĩ bảo mổ xong hôm nay bác sĩ bảo chưa hết nên bác sĩ tiêm mũi đầu, hôm nay đến tiêm mũi thứ hai thì nó cũng giảm được 70%, nó còn 30% nữa. U nang bạch huyết là bệnh thường gặp ở nhi khoa, nó là những tổn thương lành tính nhưng mức độ tiến triển và xâm lấn như u ác tính. Bé gái này ban đầu ở vùng bụng chỉ có một vết bớt đỏ, nhưng sau 4 tháng tuổi bé đã lên khối u to ở vùng mặt, sau đó lan toàn thân. Trước khi là cháu mới phát hiện là có một cái ở cổ thôi, dần dần là cháu là biết phát tán ra toàn thân. Hiện trước đó là những cái khối u là hiện phẫu thuật hay chưa, hay là chỉ mới thực hiện cái phương pháp tiêm thuốc? Mấy phẫu thuật là cái khi tháng 2 là phẫu thuật cái ở bụng, còn chỉ dùng biện pháp là tiêm thuốc. Thấy cháu cũng đỡ đi khoảng được 50% ạ. Trong năm 2015, theo ghi nhận đã có hơn 1.000 trường hợp trẻ bị u nang bạch huyết và các dị dạng bạch huyết được chữa khỏi nhờ sử dụng phương pháp tiêm bleomycin. So với phương pháp phẫu thuật truyền thống, phương pháp tiêm mới an toàn và đạt hiệu quả cao hơn. Bệnh nhân có thể ra viện sau một ngày. Với tiêm bleomycin thì đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn. Với mổ thì khi mà đã mổ rạch ra thì thường nếu mà cái tổn thương nó không hồi phục, do vậy có thể gây ra nguy cơ bởi vì các cái thương tổn do u nang bạch huyết này có thể xâm lấn và các tổ chức xung quanh, vì vậy cắt hoàn toàn đi là rất là khó. Do vậy mà khi mà đã mong muốn cắt hoàn toàn đi thì chắc chắn sẽ là tổn thương vào những cơ quan nó lân cận, ví dụ như là cơ rồi thần kinh mạch máu, do đó vì rất nhiều biến chứng có thể xảy ra, ví dụ liệt rồi các tổn thương hạn chế vận động. Thế thì tiêm sơ thì nó đã giảm được các nguy cơ đó. Những khối u phì đại giờ không còn là nỗi lo sợ của các bác sĩ. Phương pháp tiêm thuốc ứng dụng thành công khiến việc điều trị u nang bạch huyết dễ dàng hơn, khắc phục được những nhược điểm của phương pháp điều trị phổ biến hiện nay là phẫu thuật cắt bỏ.